Em hàng đẹp hàng chất lại giới thiệu anh em đây. Đây là những đôi loa của Mỹ xịn luôn, Bose 301 Serie 2 màu gỗ, rất đáng chơi để nghe hay và bày đẹp, đáp ứng hai tiêu chí như vậy. Một bát 20 và hai loa tép hai bên đối ngược nhau. Một đôi loa rất danh tiếng từ trước đến nay. Tại Minh Audio Hà Đông, đây là hàng tuyển chọn, hàng đẹp không có lỗi một chút nào. Những đôi loa này thì đều là hàng tuyển chọn của cửa hàng tôi, chọn từng đôi từng chiếc luôn, nên là đảm bảo chất lượng cho anh em chơi. Và giá cả thì nó tương ứng như vậy, bởi vì mình nhập hàng chọn thì mình phải chấp nhận giá cao hơn. 301 Serie 2 màu gỗ Mexico. Ở đây tôi có 4 đôi. Có thể nghe rõ. Karaoke gia đình bầu đó là hết thuốc luôn. Bề ngang là 43cm, 44cm. Bề sâu là bao nhiêu đây? 24. Bề cao thì nó cao hơn một chút. Tôi mở to hơn anh em cùng nghe. Đây tôi còn chưa lau chùi bên trong nhé. Mới lau qua bên ngoài thôi. Màng là màng giấy. Gân là gân cao su. Còn nguyên zin luôn. Gân không phải mục không thay. Gân vẫn dùng tốt. Các bác chưa mục nên là các bác không phải thay. Bao giờ mục thì cũng phải thay. Chuyên nghe nhạc và hát karaoke dòng loa Bose. Thông tin địa chỉ mà tôi rất rõ trên tấm biển. Có người hỏi tôi tại sao hương ca bài ca sầu như và xin chia sẻ anh em là kể cả đẹp đến đâu thì ở góc cạnh vẫn phải sơ sát một chút nha, không tránh khỏi đâu, bởi vì nó là hàng bãi. Cái tôi tuyển chọn đó là củ loa này, củ loa nó đẹp và góc cạnh thì tương đối, như thế này là siêu đẹp rồi. Bây giờ làm như vận chuyển nó xuất sát chỗ này, hoặc là do người dùng bên kia nó phải sơ sát, hoặc là góc đằng sau cũng chợt chạm một tí thì không tránh khỏi. Như tổng thể đôi loa này các bác nhìn nó còn quá nuột luôn. Đặc trưng của dòng loa Bose đó là âm trầm và rất ấm. Hát karaoke thì có thương hiệu từ trưa đến nay rồi. Nghe nhạc hay, karaoke hay. Xin chào, hẹn gặp lại. Cảm ơn anh em đã theo dõi.